Xin chào các bạn Có rất nhiều phần mềm làm video khác nhau Không phải phần mềm càng nhiều tính năng thì càng tốt Ví dụ như nếu nhu cầu chỉ là tạo một video đơn giản Cho người lần đầu làm video mà lại chọn một phần mềm quá nhiều công năng và quá phức tạp Thì lựa chọn đó không tối ưu Chọn phần mềm nào thì cần tùy thuộc vào đối tượng sử dụng Mức độ thành thạo và nhu cầu khác nhau của người dùng ở video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một phần mềm miễn phí, đơn giản, có các tính năng cơ bản và cực kỳ dễ sử dụng với bất cứ ai. Đó là Video Editor. Điều đặc biệt là Video Editor có sẵn trên hệ điều hành Windows 10 của các bạn, không cần mua hay cài đặt thêm. Nếu bạn chưa từng để ý tới nó trên máy của mình thì hãy vào tìm kiếm ở đây để gõ tìm phần mềm Video Editor hoặc tìm ứng dụng Folder rồi chuyển qua mục Video Editor. Ở giao diện khởi động, ta chọn tạo dự án biên tập video mới, đặt tên cho video của bạn. So với tất cả các phần mềm làm video khác mà mình từng dùng qua thì giao diện sử dụng của Video Editor là đơn giản nhất chỉ với ba khu vực chính. Khu vực đầu tiên này là để đưa vào các thư viện dữ liệu hình ảnh và các đoạn clip mà bạn muốn dùng để dựng video. Để thêm vào thì ta có thể tải lên file có sẵn từ máy tính, từ bộ sưu tập trong ứng dụng folder hay từ trên web. Nếu chẳng tải hình từ trên web thì bạn có thể dùng hình từ thư viện chủ đề được phân loại sẵn ở đây hoặc nhập từ khóa và thanh tìm kiếm. Tuy nhiên dùng hình từ web thì nhớ lưu ý về vấn đề bản quyền. Trường hợp này thì mình chọn tải lên từ máy và chọn tất cả hình ảnh và đoạn clip trong thư mục đã chuẩn bị sẵn. Tất cả dữ liệu bạn đã chèn vào sẽ hiện ở đây. Còn khu vực phía dưới này là nơi để bạn sắp xếp và biên tập các dữ liệu đó. Kết quả video của bạn sẽ được xem trước ở khu vực này. Trước hết để bắt đầu cho video thì mình sẽ bấm vào đây để tạo cho nó một thẻ intro mở đầu. Bấm chuột phải vào nó để hiện các tùy chỉnh cho thẻ mở đầu như Duration tức thời lượng xuất hiện, Mặc định đang là 3 giây như ký hiệu ở đây cho thấy. Bạn có thể chỉnh lại thời lượng này nếu muốn. Ngoài ra bạn có thể chọn Edit Background để đổi lại màu nền. Hoặc Edit Text để thêm chữ. Nhập nội dung tiêu đề. Ngay bên dưới là các hiệu ứng chữ có sẵn. Với mỗi hiệu ứng chữ có thể chọn các bố cục khác nhau. Bạn có thể bấm Play để xem thử trước hiệu ứng. Rồi xác nhận. Như vậy là đã có hoạt cảnh tiêu đề. Giờ mình sẽ thao tác kéo thả các hình ảnh và các clip đã chèn vào để sắp xếp theo thứ tự và vị trí mình muốn. Rồi có thể chỉnh sửa từng clip hay hình ảnh. Để chỉnh sửa các clip ta có thể click chuột phải vào nó để lựa chọn chỉnh sửa như volume để thay đổi mức âm thanh của clip. Trim để cắt tỉa các đoạn thừa của clip. Hoặc list để tách clip thành nhiều đoạn nhỏ hơn. Rotate để xoay chiều Resize để thay đổi kích thước, xóa các khoảng đen thừa hay co giãn cho vừa kích thước chung. Edit text để thêm chữ vào clip. Tương tự có thể chọn hiệu ứng chữ và bố cục vị trí của chữ. Edit motion thì để tạo hiệu ứng chuyển động các kiểu thu phóng như thế này. Tiếp theo, Edit 3D effect là để thêm vào các hiệu ứng 3D. Chọn các hiệu ứng có sẵn. Khi thêm vào có thể thay đổi vị trí, phóng to, thu nhỏ dùng các nút điều hướng 3D để xoay chiều. Ngoài ra còn chỉnh được âm thanh của hiệu ứng, thời điểm diễn ra hiệu ứng, rồi bấm xem thử. Nếu muốn tìm nhiều hiệu ứng khác hơn thì bấm vào thư viện 3D để xem theo bộ sưu tập hay gõ tìm kiếm để tải về hiệu ứng 3D mới. Sau đó có thể tùy chỉnh chiều hướng không gian và chuyển động như mong muốn. Tiếp theo là Edit Filter, tức thêm bộ lọc màu cho clip và hình ảnh. Cuối cùng là Edit Speed, để thay đổi tốc độ nhanh hay chậm theo tỷ lệ cho clip. Đó là chỉnh tốc độ cho clip. Còn muốn thay đổi thời lượng nhanh chậm của định dạng hình thì sẽ chọn mục Duration. Ngoài ra các tùy chọn chỉnh sửa cho dạng hình như thêm chữ hay thêm hiệu ứng vân vân thì cũng tương tự như dạng clip. Giờ ta hãy thêm âm thanh cho video của chúng ta bằng cách bấm vào đây. Bạn chọn một nhạc nền có sẵn, điều chỉnh mức âm lượng, bấm nghe thử trước. Thời lượng của bản nhạc được chọn sẽ được tự động điều chỉnh cho phù hợp với độ dài của video mà bạn đang làm. Nếu bạn muốn chèn nhạc hay âm thanh hay ghi âm thuyết minh riêng của mình thì chọn vào lựa chọn này. Bấm thêm file audio để tải lên. Bấm vào ký hiệu này nếu muốn thay đổi âm lượng hay tạo hiệu ứng to dần khi bắt đầu, nhỏ dần khi kết thúc. Điều chỉnh thời lượng hay thời điểm của file âm thanh vừa tải. Nếu bạn chọn nhạc để lồng vào thì nhớ lưu ý về vấn đề bản quyền của file âm thanh đó. Ngoài việc tự biên tập tiêu đề, hình ảnh, âm thanh như mình vừa hướng dẫn ở trên thì bạn có thể bấm vào dấu ba chấm ở đây, chọn vào mục theme để lựa chọn một chủ đề có sẵn, xem trước hiệu ứng của chủ đề để chọn. Khi bạn chọn một chủ đề có sẵn thì toàn bộ hiệu ứng và âm thanh trong video của bạn sẽ được phần mềm tự động biên tập lại, ví dụ như thế này. sau khi đã biên tập cho các dữ liệu xong ta bấm vào đây để kết thúc và xuất file video chỉ định chất lượng hiển thị của video nên chọn mức hd nếu cần dung lượng file nhỏ hay cấu hình máy không phù hợp thì có thể chọn mức thấp hơn rồi xác nhận và chọn nơi lưu video quá trình xuất file bắt đầu quá trình này nhanh hay chậm sẽ tùy vào nhiều yếu tố như thời lượng video và cấu hình của máy tính khi quá trình hoàn thành thì video đã xuất bản của bạn sẽ tự động mở lên như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn xong cách để làm video bằng phần mềm Video Editor có sẵn trong hệ điều hành Windows 10. Mình nghĩ là trong tương lai gần thì phần mềm này sẽ còn nhiều thay đổi và cập nhật mới so với thời điểm hiện tại. Video mà mình đang hướng dẫn các bạn đây thì không phải được tạo bằng phần mềm Video Editor này. Nếu các bạn có nhu cầu nhiều hơn khi làm video để làm các chuyển cảnh, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, phụ đề vân vân thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các phần mềm làm video khác ở các video sau ở kênh này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.